Phân lạc đà trên đất còn mới. Tôi biết phía trước chắc chắn có người. Dương Thần Tiên, ông cũng biết đục nước béo cò lắm đấy. To gan lắm. Địa bàn của lão tổ tông, không đến lượt đám người Nhật Bản các người ra quay. Xem ra công phu không luyện trả lại hết rồi. Nếu như đã đến rồi thì cũng đừng đi nữa. Dương Thần Tiên, ông bói toán sao lại biết dùng cả đao? Ông cũng là người Trung Quốc, sao lại bán mạng cho người Nhật? Tôi không giết ông, sống chết của ông phải xem ông trời rồi.